Ủa, mình đang đi đâu đây em? Đang đi chơi. Chơi á? Đi cắt đang, cái gì? Đang đi mà có hỏi lại đi đâu. Đi cắt cái gì mà em cầm liềm ấy? Này, như em nói ấy, đã đi, biết là đi làm đấy rồi mà có hỏi lại đi đâu thì em phải bảo đi chơi à? À, đi chơi. À, nay mình sẽ theo chân em Bằng Danh đi làm việc nhà, không biết làm cái gì nhé. Các bạn cứ theo dõi là biết nhá. Em Bằng Danh khó tính, mình hỏi đang đi đâu kêu đi chơi. Hơi nắng mà kệ. Không còn mũ đâu. Nắng cho nó đen bớt đi nhỉ. Em trắng quá trời trắng à. Giày dép mẹ ơi. À, cây này hả? Cây cao cao đây hả? Cây này gọi là cây gì? Em không biết. Không biết tên cây là gì. Nếu mà gọi là tiếng Mông thì không mang. Không mang. Mang. Cây này để làm gì? Khỏe đấy. Đây là mẹ em không thích cao. À. Nó mà chụp đất tốt nó cao tầm như này. Đây, dưới cái cành này. Cao bằng cái giữa cái cây luồng này. Vâng. Tại em không thích cao, bởi vì cao thì nhà em rất là trục trặc, xong là nó vướn quá. Nên mà em phải. À, anh biết cây này rồi. Cây này ở trong nhà mình bó lại xong mình phơi ra đấy nhỉ? Vâng. À. Đây là làm bộ váy cổ xưa của bọn em là màu để làm váy với áo luôn ạ. Váy này đây hả? Không phải, đá của người Mông. Váy của người Mông hả? Riêng loại này làm ấy thì người chết hay cần. Lấy sợi dây mà dài dài ấy, nó trắng ấy. À. Xong là một công do có một cái với con gái có một cái, con trai có một cái, rất nhiều. À, làm bằng cây này. Vâng. Cây riêng một cái váy mà làm bằng cái này ấy nó đắt lắm, tầm 3 triệu 4 triệu ấy. À chà. Một bộ váy thôi. Còn váy hôm kia mà mình lên trên kia mình hỏi ấy là 1 triệu rưỡi, nhưng mà lại thật thì nó tầm 5 triệu gì đấy. Thật là có nghĩa là bằng cây này. Vâng. Là 5 triệu. Vâng. À. Làm bao lâu thì xong cây này cái này? Tầm em cũng không biết, tại vì mẹ em không hay làm. Ừ. Chỉ là mình chặt xong mình làm những sợi dây xong là mình đưa cho người khác làm thôi. Còn nếu mà những thứ mà xáo xong mà như phơi như giặt này, xong là còn làm rất là nhiều thứ em không biết, tại vì nhà em bà của em với mẹ em không làm. À, nên là em không chỉ cho em được. Vâng, mẹ em mới không biết. Còn bây giờ mình làm những công việc gì? Chặt để với nhau xong là tí lại bọt cái này ra. Chặt. Xong là mang về nhà. Lấy cành thôi đúng không? Vâng. Lấy cái cây ở giữa này đúng không? Vâng. À, bây giờ mình chặt nhiều không? Chặt hết đám này luôn chặt à? Hết cái này. Hết đám này luôn. Vâng. Ok. Bây giờ anh sẽ chặt phụ em. Ừ. Em chặt thử đi cho anh biết xem làm như thế nào để anh làm. Dễ rồi, nhưng mà đây rất có chặt đâu. Cho em chặt cái này. Thử cái này đi. Ok. Chặt sát gốc luôn à? Vâng ạ. Hình như là mẹ chặt dưới kia nhỉ? À, dưới đây là chặt rồi đúng không? Vâng ạ. Chắc là chặt thế không? Cái nhỏ nó lại to thì lấy dao. Ừ. Chặt xong là bỏ đống lại đúng không? Vâng. Xong rồi đem vào. Vâng. À thì ra là thế. Để cho một chỗ không có kiểu như là có chỗ ngồi mát xong là mình làm. Mấy tuốt lá đúng không? Vâng. À vậy bây giờ là quá trình chặt cây này nha các bạn. Mình sẽ để máy ở một chỗ nhá. Đi đâu đây? Cầm máy quay chú với chị cắt cây này với. Muốn nói gì nói nha. Đây cây lớn. Muốn nói gì nói nha. Hả? Đây cây lớn anh làm cho nha. Nhìn. Đây, nghe nhau. Anh ạ. Ôi, một người à? Vâng ạ. Ôi trời ơi. Không sao đâu, chỉ là anh làm từ từ thôi, rất bình thường. À. Cắt hết tất cả cây nhỏ cái to à? Cây nhỏ không cần cắt đâu, nhìn dưới ghê cả. Cây nhỏ quá thì không cắt ạ. Ok. Nhỏ quá cắt không lấy được gì. Ừ. Đấy, anh cứ tưởng vơ hết chứ. Không. Làm chết trên kia là tệ. Chưa biết tên à? Chưa. Tại vì người Kinh không hay làm nên không biết ạ. À, các bạn biết cây này tên tiếng Kinh là gì thì có gì nói cho mình biết nhé. Mình rất là muốn biết cây này tên là gì. Theo tiếng Kinh. Đây là cổ xưa thì bọn bố mẹ em thì lấy để làm quần áo mặc. Cây này chắc không có quần áo mặc. Vậy à? Ngày xưa mà không có quần áo mặc thì mặc quần áo gì?
Em không biết. Chắc là cũng có cái gì đó để mặc chứ đúng không? Vâng. Ví dụ như lá cây chẳng hạn. Lá cây chắc là một bộ người giặt. Mà hai ngày là tháo ra, là một ngày tháo ra. Đúng rồi, tháo ra xong là thay cái khác. Lá cây nhiều mà. Nhưng ví dụ tất cả cùng mặt thì sao mà đủ? Tất cả thế giới ai cùng mặt thì sao mà đủ? Thì lá cây thiếu gì? Thiếu à. Một ngày một bộ nhá. Nhờ cái chú kia kìa, chắc anh mặt tầm 2 ngày, 3, 4 ngày là hết rồi. Ví dụ một nhà rất là nhiều cây chuối đúng không? Một nhà có cả nhà em lấy nhiều cây chuối đúng không? Vâng. Thì mỗi cây chuối thì được một mảnh, chắc một mảnh đằng sau. Thì lúc đấy là một người, mà nói chung cũng ít nhỉ, cũng hiếm nhỉ. Vâng. Người phải trồng thêm chuối. Đúng rồi. Vậy là theo lý luận của mình và em Bằng Danh thì ngày xưa chắc người ta trồng rất là nhiều chuối. Cây này có sâu không em? Hả? Cây này có sâu không? Chắc là không. Có thì cũng chẳng sao. Tắt đi để cắt xong quay tiếp. Anh chú thích kìa. Hết rồi, hết cái to rồi. Ừ, chắc hết rồi. Chị hổ rùa. Ông mình rách. Rách rồi cần xé. Nè. Giờ khiêng vào nhà đúng không? Em vào nhà đúng không? Đây, đang bây giờ dùng mát để bọn em dịch lá. Nè, cầm này. Em vào mát chỗ bóng kia đúng không? Vâng. Em cầm liền đi để anh này chứ. Em cầm này chứ. Vâng. Anh cầm cái đấy, em vào chỗ này được rồi. Vô đánh cầm đấy. Anh sức khỏe mà. Anh nhìn lên đây, anh vào luôn nữa rồi. Anh khỏe lắm các bạn ạ. Nhiều đây nhằm nhò gì? Bao nhiêu đây thì đâu có nhằm nhò gì. Rồi. Đây. Giờ làm sao? Em dịch, làm trước đi. Dịch lá xong. Em làm trước đi anh. Dịch lá xong. Đau quá. Dịch lá phải như là lại nhỏ để nhỏ lại to để lại to. Cắt lá đi. Cành là cắt về đi đúng không? Vâng. Lúc trước mẹ của em với em làm xong mới bảo là họ anh ra qua anh xong em không cho, nhưng mà tại vì hôm nay không làm thì mai em cũng phải làm nên em bỏ ra. Làm sao? Không bỏ anh làm cùng mai thì một mình em làm. À vậy à? Ừ. Thì nay anh làm cùng em này. Ừ. Bữa nay em có gì anh cũng làm cùng hết trơn. Thôi, anh là em cũng ưa rồi. Anh sẽ làm cùng em đến cuối cuộc đời. Tại vì sẽ không lên cuộc đời đã 30 là em phải lên chờ trước. Em phải lên thanh đình để hỏi tôi ông thanh đình. Và tại sao cho em số khổ nghèo. Em thay đổi được cuộc sống của em mà. Không, em sẽ không thay đổi đâu. Em sẽ không bao giờ ai làm cho em thay đổi. Em thích thế thôi. Nếu ví dụ người yêu em nó nói sao thì em như thế. Nhưng mà người em không yêu thì nó nói như nào em không nghe. Vậy thì đơn giản thôi mà. Anh làm người yêu em thì anh nói em sẽ nghe đúng không? Nhưng mà anh, em sẽ không cho bởi vì em sẽ không yêu anh. Tại vì em không yêu anh, có nói gì em không làm điều hay. Biết đâu được, lỡ may đúng không các bạn? Chưa thỏa rồi. Mỏi chân sớm vậy? Không, ngồi thôi. Ngồi
ngồi rất siêu lắm, cần gì để ngồi khổ, bởi vì em rất là thèm ăn. Làm vậy được? Không cần phải là cao quá đâu. Vì nó trên kia nó còn không được cái gì, không lấy được cái vỏ đúng không? Đúng rồi. Vậy thì cắt cái cần này nó cần làm. À, chị Liêm ấy, chị Liêm nó hình như là chị Liêm hay quay kiểu mà gì ấy, cuộc sống không quay về gì cả, nhưng mà lúc đó các anh các chị Liêm không làm cùng. Chị Liêm nói vậy hả? Tại vì em nhìn thấy em cũng biết rồi. Bữa chị nói đó. Hôm nay là mình đang làm phụ em bằng danh cái cây cây theo tiếng Mông kêu là gì nhỉ? Mạ. Mạ. Mạ à? Mạ. Mạ. Giống như mặn. Làm cây mặn để làm quần áo truyền thống cho người Mông nha các bạn. Có thấy gì không? Làm bộ đồ truyền thống cho người Mông nha các bạn. Em bằng danh thì chưa biết làm cái này. Do mẹ và bà cũng không làm nhỉ? Vâng ạ. Vậy là cái này mình làm mình bán à? Không, là do mình mặn mà. À. À, ý là nếu mà bán thì mình làm rất nhiều, còn bán thì rất là đắt. Ý là mình làm cái này xong xong mình đưa cho người ta làm đúng không? Vâng, manifold xong mình cần làm kiểu như là mình dạch cái vỏ của nó. Xong là làm kiểu như là mình, như nào nhỉ? Kiểu như là mình đặt nó buộc với nhau ấy. Buộc với nhau giống ở trong nhà ấy. Vâng. Xong là phơi. Vâng. Xong là bắt đầu tách vỏ. Tách vỏ xong là lại buộc với nhau. Xong là kiểu như nhau. Là mình lấy một sợi dây nhà mình buộc với nhau ấy. Nhưng buộc cái đấy người biết buộc thôi, không biết buộc cũng không buộc được. Về em mà như nhà em có ấy, thì em làm cho anh xem. Ok. Vậy là cái này làm đồ cho em hay là làm đồ cho ai? Đồ á? Ít thế này chưa chắc đã làm đủ cho em mặc đâu. Cầm tần hả? Một vườn to như là khu đố này. Vậy hả? Mới đủ mà. Ui dồi, hèn chi nó đắt nhỉ? Vâng. Còn làm rất là khó luôn á. Làm sợi dây xong nối với nhau xong này lại là kiểu mà đi phôi xong là có mang đi nó đi luộc. Đi luộc. Luộc qua xong lại làm mang đi giặt xong lại là rất là nhiều công thức nhưng mà em chỉ biết lại thôi phần nhỏ nữa. Vậy là em chỉ biết sơ sơ thôi đúng không? Vâng ạ. Thì ra là thế. Anh cũng chưa hiểu cho lắm. Em mà hiểu em có thể giải thích gì nhiều nha. Bà nào biết được các công đoạn thì đừng có ném đá nha. Tại vì đây em bằng danh cũng chưa biết rõ lắm. Do là ngày xưa thì mới làm nhiều đúng không? Vâng ạ. Còn thời nay thì người ta ít làm rồi. Do quần áo rất là thông dụng rồi đúng không? Có thể mua được rất là nhiều. Hình như là chú Trình đi hôm trước mà Tết mà họ diễn ấy. Lại người Mông ở trong bóng nhà họ cũng mang những thứ mà đồng dụng cần dùng để mang kia diễn đúng không ạ? À vậy ạ? Vâng. Anh có quay không? Có. Có thì anh về xem lại đây. Quay nhưng mà không xem. Đăng lên không xem. Các bạn ơi, mình đã cắt đầu của cái cây này nè. Mình cắt xong rồi. Bây giờ sẽ đem vào trong nhà để phơi đúng không em? Ừ.